cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được thông báo những video mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ, Jimmy xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào!